Mẹ. Thực phẩm chức năng cớm Vương Đạo Khang giúp tăng cường khả năng học tập, làm việc, tính tập trung và phản xạ cho trẻ, hỗ trợ tăng cường trí tuệ trẻ em. Sản phẩm dùng cho trẻ chậm phát triển về trí tuệ và khả năng nhận thức, trẻ chậm nói và chậm phát triển ngôn ngữ, trẻ em chậm giao tiếp, tương tác xã hội, trẻ em tự kỷ. Thực phẩm chức năng cớm Vương Đạo Khang bên con mỗi ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.